Aya Torre pha xử lý cực kỳ tinh tế của cầu thủ người bờ biển Nga vẫn là Aya Torre, không thể nào khác được với tình huống ZD vừa rồi của Aya Torre. Hey, chào cả anh em, trên màn hình anh em đang nhìn thấy phiên bản Aya Torre R118+5. Nếu như anh em làm nhiệm vụ thì anh em cũng sẽ có thể sở hữu con hàng này một cách free, hoàn toàn không mất bất cứ một đồng nào nha anh em. Ngày hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm trước con hàng Aya Torre cộng 5 này để xem anh em có nên sử dụng hay là để làm phôi. Cái này thì tùy thuộc vào nhu cầu của anh em và đánh giá của mình thì cũng chỉ là đánh giá chủ quan mà thôi. Nhưng nhìn vào những bộ chỉ số như thế này thì phải nói Aya Torre là một CM qua chất lượng mà Nexon đã free cho cả server. Ở mức thẻ cộng 5 thì anh em có thể thay chỉ số ẩn cho Aya Torre bất cứ chỉ số ẩn nào mà anh em thích, kể cả là đánh đầu mạnh, nỗ lực đến cùng hay là siêu cản phá. Bộ chỉ số của Aya Torre sở hữu 2 chân 4 năm, kỹ thuật 5 sao, thể lực như kia thì anh em cứ chạy bét nhè luôn bao sân. Aya Torre này là một mẫu tiền vệ toàn diện, những gì anh thể hiện trong màu áo của Manchester City là không thể bàn cãi được. Và phong độ của Aya Torre thời kỳ đó quá khủng khiếp. Chỉ có điều những năm đó thì Manchester City chưa mạnh như bây giờ, và những năm đó người ta nhớ đến Barca, người ta nhớ đến Bayern và Real Madrid nhiều hơn những màn thể hiện của Aya Torre. Nhưng mà không sao cả, đối với cá nhân mình thì Aya Torre vẫn là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất ở thời kỳ của anh. Không ai có đặc trưng như Aya Torre, toàn diện, tấn công hay, phòng ngự cũng hay, thể hình tốt, tranh chấp tốt. Nói chung là mình nghĩ nếu phải chọn ra một cái tên sau Ruud Gullit ở mức độ toàn diện thì mình sẽ chọn con hàng Aya Torre này ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ngày hôm nay Aya Torre sẽ trở về mái nhà xưa Barcelona để xuất phát trong đội hình của đội bóng chủ sân Nou Camp. Anh em có thể biết rằng là Aya Torre thực sự không hợp với Pep Guardiola, kể cả là khi anh còn ở Barcelona hay ở Manchester City. Cứ có Pep thì không có Aya Torre, và có Aya Torre thì không có Pep Guardiola. Đó là một chân lý rồi. Đội hình Barcelona này mình đánh giá cũng tương đối cao, đặc biệt là ở 4 vị trí tấn công. Anh em có thể nhìn thấy Patrick Kluivert của một top transfer, Robert Lewandowski của một World Cup, The One Lionel Messi của một World Cup, và người còn lại là Neymar Jr. Thực sự thì Aya Torre hơi khó khăn một chút khi anh phải đá cặp cùng Pedri ở khu vực giữa sân. Pedri là một cầu thủ mình đánh giá không hợp meta game, giống kiểu của Xavi hay là của Pirlo anh em ạ. Thực sự là không có chỗ đứng, và hy vọng rằng Aya Torre có thể gồng gánh được người đàn em của mình trong một môi trường xếp hạng khắc nghiệt như rank Hàn Quốc. Bộ tứ vệ chúng ta có Laurent Blanc, mình đã khuyến nghị anh em chơi con hàng này rất nhiều rồi. Một cái tên cũng cực kỳ xuất sắc đến từ bóng đá Bồ Đào Nha. Giao Cancelo, hai cầu thủ còn lại là Christiansen và Jordi Alba của một Fallen 23 thì thực sự mình đánh giá không cao, nói chung là bình thường. Đứng trong khung gỗ không ai khác, thủ môn xuất sắc nhất của Barcelona trong game Stegen. Stegen của một Tos ở mức thẻ cộng 2, chỉ số tương đối tốt nha anh em. Giá trị đội hình của team Barcelona này rơi khoảng tầm 150 tỷ, nhưng điều đó không quan trọng. Mọi ánh mắt ngày hôm nay chúng ta sẽ đổ dồn về Aya Torre, ông vua ở khu vực giữa sân. Liệu sự xuất hiện của Aya Torre có khiến người ta quên đi cái tên Ruud Gullit hay không? Đó vẫn là một câu hỏi rất lớn đối với người chơi. Xin mời quý vị các bạn và khán giả đến với sân vận động Camp Nou ở thành phố Barcelona của Tây Ban Nha, theo dõi trận thi đấu đầy duyên nợ, phải gọi là trận thi đấu mà người ta nhắc đến quá nhiều về công tác trọng tài, giữa Barcelona và cầu thủ Chelsea. Đây là Neymar Jr, tiếp tục là tốc độ của Neymar Jr và cái kết quá sớm dành cho cầu thủ Chelsea. Không ai có thể ngăn cản Neymar Jr trong tình huống này và nhảy thôi. Đây là đặc trưng của cầu thủ Brazil khi họ đã ghi bàn thắng. Những bước nhảy quá đẹp không khác gì những vũ công. Chúng ta cùng xem lại pha bứt tốc của Neymar Jr qua xuất sắc đến từ một trong những cầu thủ tài năng nhất của bóng đá thế giới. Sinh năm 1992 và bây giờ thì Neymar Jr đang mắc một chấn thương cực kỳ nặng và đang phải ngồi ngoài sân cỏ. Cầu thủ Chelsea có lẽ họ sẽ không phục với pha bóng vừa rồi vì đó là nỗ lực cá nhân của Neymar Jr. Ngày hôm nay chúng ta review Aya Torre, cầu thủ này thi đấu vị trí CM, thế nên là cũng khó có thể trông chờ cầu thủ này có thể ghi bàn gánh team. Nhưng anh em hãy cùng xem những gì mà Aya Torre thể hiện khi đá cặp cùng người đàn em Pedri. Liệu anh có thể làm chủ ở khu vực trung tuyến, cầm bóng, đánh chặn, chia bài tốt cho bốn cầu thủ ngôi sao bên trên hay không? Và chạm bóng tốt, đường chuyền dành cho Aya Torre vẫn là Torre. Đây là Patrick Kluivert, đường chọc khe dành cho Lionel Messi, không được rồi. Và chọc khe hơi nhẹ của Patrick Kluivert. Hiện tại dù đã ra rất lâu rồi nhưng Patrick Kluivert của một top transfer vẫn là một lựa chọn được Severhan dùng rất nhiều ở vị trí tiền đạo.
cầu thủ này đặc biệt khỏe và dễ dùng, không cần phải thuần thiết gì cả. Nếu mà anh em là một người chơi ăn chắc mặc bền, anh em có thể tham khảo con hàng Patrick Kluivert này. Đội bạn vừa đáp biên đáp thẳng ra ngoài vạch vôi. Thực sự thì nếu đội bạn không tạt được, họ cũng sẽ không có những cơ hội. Không có một lối chơi nào đến từ Chelsea ngoài những pha tạt cánh đánh đầu. Những pha chạm bóng của cầu thủ Barcelona, đây là Yaya Toure đường truyền hay. Robert Lewandowski vẫn là cầu thủ chủ sân Nou Camp. Và bứt tốc tốt của Lionel Messi, tốc độ của Jaguar. Nhiều người chê Lionel Messi của mùa World Cup, và nhìn đây Lionel Messi. Bộ nồi Neymar Jr và Lionel Messi đã chứng tỏ tại sao họ vẫn luôn đắt đỏ. Thực sự không có một giá trị rẻ khi mà anh em muốn sở hữu hai con hàng top game như thế này. Một tình huống tương tự của Neymar Jr nhưng lần này xuất hiện bên phía hành lang cánh phải, nơi chân giữ của Lionel Messi, đội bạn ngay lập tức out luôn. Trong trận đấu đầu tiên thì Yaya Toure vẫn chưa thể hiện được gì nhiều. Nói chung là khu vực giữa sân anh cũng đang đảm đang cực kỳ tốt. Chúng ta sẽ sang đến trận đấu thứ hai. Cầu thủ Barcelona họ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà, tiếp đón đội bóng mùa Founder 24. Đội bóng cũng tương đối chất lượng. Cầu thủ Barcelona họ mặc trong bộ trang phục áo trắng, quần xanh, tất đỏ, bảo vệ thành phía tay trái mình nhỏ quý vị các bạn. Cầu thủ của mùa Founder 24 họ mặc bộ trang phục áo đen, quần đen, tất đen, bảo vệ thành phía tay phải. Cầu thủ đội khách họ đã pressing rất mạnh ngay từ những phút đầu tiên. Đây là Yaya Toure, đường chọc khe quá hay dành cho Neymar Jr, và đây là Patrick Kluivert. Tỷ số được mở ở ngay phút thứ 6. Một điểm chung của cầu thủ Barcelona là họ luôn có những bàn thắng sớm, bởi vì hàng công của họ là quá xuất sắc. Trước đó chúng ta phải kể đến tình huống chọc khe cực kỳ thông minh của Yaya Toure và thoát xuống của Neymar Jr. Đường căng ngang hợp lý và cú dứt điểm bằng chân trái của Patrick Kluivert đã không cho thủ môn đội khách một cơ hội nào. Tỷ số được mở từ quá sớm, không biết rằng cầu thủ đội khách họ sẽ thi đấu như thế nào trong những phút sắp tới. Jordi Alba đã bị vượt qua. Anh em có thể nhìn thấy Yaya Toure ngay lập tức áp vào. Chúng ta thấy rằng thể hình của cầu thủ này là quá tốt. Anh em cứ dùng thể lực của Yaya Toure một cách thoải mái, chọn lối đá bao sân mình nghĩ là hợp lý, không cần phải tiết kiệm như những cầu thủ có thể lực yếu đâu. Yaya Toure hoàn toàn có thể đáp ứng mọi yêu cầu của anh em ở khu vực giữa sân. Yaya Toure anh em mà cho cặp với những con hàng kiểu như Ruud Gullit hay là Grant Seedorf của một hộp Legend nữa thì bá đạo. Đường chọc khe dành cho Yaya Toure, vẫn là Yaya Toure, không được. Tình huống dứt điểm bằng chân trái của Yaya Toure đã hơi nhẹ. Một tình huống đá phạt góc, bóng được treo vào và Patrick Kluivert rất dũng mãnh. Patrick Kluivert đã có cú đúp cho riêng mình. Thực sự chúng ta đã nói về sức mạnh của Patrick Kluivert, nhưng đây mới là pha bóng mà anh đã chứng minh với người hâm mộ anh tốt như thế nào. Ta cùng xem lại tình huống này, một tình huống đá phạt góc của Lionel Messi. Patrick Kluivert đã lao vào không chiến dũng mãnh. Trong nhịp bóng đầu tiên, bóng đã chạm trúng cột dọc nhưng cũng rất nhanh chân. Patrick Kluivert đã kịp đưa bóng vào lưới trống. Phút thứ 19 của trận đấu và khoảng cách lúc này đã là 2 bàn. Trong trận đấu này thì Yaya Toure đã thể hiện được nhiều hơn. Chúng ta lại nhìn thấy khả năng tranh chấp của Yaya Toure, thực sự bá đạo ở cầu thủ này. Và mình cũng khuyên anh em là thôi, đúng đấy thì có bảo là tùy nhu cầu, nhưng mà đến lúc này thì anh em cũng nên đưa Yaya Toure về đội để đá anh em ạ. Khi mà OVR của Yaya Toure cũng đã làm 118, Patrick Kluivert không thể vượt qua được hậu vệ của đội khách. Nếu đó là tình huống thoát pressing tốt của Patrick Kluivert thì đã có cơ hội dành cho đội chủ nhà. Đây là một tình huống phản công, không được rồi. Và xoay compa như vậy thì làm gì còn lực mà sút. Đường chuyền bóng lên rất mạnh dành cho cầu thủ phía trên, và đây là Lionel Messi. Tốc độ của Lionel Messi, liệu có một tình huống dứt điểm hay không? Pha xi nhan của Lionel Messi, đội bạn đã áp vào quá nhanh. Lại là một tình huống phản công dành cho thủ đội khách. Cả hai đội đang đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao. Đường chọc khe hay dành cho Kang In-Lee, và đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1. Người ghi bàn không ai khác là tài năng bóng đá Hàn Quốc lúc này, Kang In-Lee, hay còn gọi là Lee Kang-in, cầu thủ đang thuộc biên chế của Paris Saint-Germain. Một tình huống chọc khe quá hay. Hàng phòng ngự cầu thủ Barcelona đã bắt Việt vị lỗi trong tình huống này. Họ đã không thể bẫy Việt vị đối với Lee Kang-in. Cú bẻ lòng tinh tế của cầu thủ người Hàn Quốc đã đánh bại hoàn toàn Sturgeon. Một lối đá tấn công tổng lực của cầu thủ Barcelona, và khi họ dẫn trước hai bàn, họ cũng không có khái niệm phòng ngự. Tất nhiên họ đã phải trả giá sau pha phản công và tình huống xử lý lỗi của Lionel Messi. Tiếp tục là cầu thủ đội khách, họ đang dần lấy lại thế trận trước sức mạnh của đội chủ nhà. Những pha đàn bóng liên tục của cầu thủ áo đen. Đây lại là một tình huống tấn công bên phía hành lang cánh của Jordi Alba. Jordi Alba đang bị khai thác quá nhiều. Và chúng ta lại thấy pha tranh chấp của Yaya Toure. Toure đến lúc này đang có một màn thể hiện xuất sắc. Tiếp tục là cầu thủ đội chủ nhà, Patrick Kluivert, pha xoay sở khéo léo, đường chọc khe hay dành cho Yaya Toure.
Tốc độ của Yaya Toure, và đây là ZD không được vào bìa lòng của Yaya Toure, thực sự không thể đánh bại được thủ môn của đội khách. Quá đáng tiếc trong tình huống vừa rồi, cơ hội để Yaya Toure để lại dấu ấn cho riêng cá nhân mình. Ngay lúc này trọng tài đã nổ hồi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu, hai đội tạm rời sân. Cả hai huấn luyện viên có 15 phút để có thể truyền đạt những thông điệp đến các học trò. Họ sẽ quay trở lại hiệp 2 ngay sau đây. Hiệp 2, hai đội đổi sân. Robert Lewandowski ngay lập tức lao lên pressing. Cầu thủ Barcelona có lẽ họ cần thêm bàn thắng để làm vui lòng khán giả nhà. Những tình huống xử lý lập bập nhưng cuối cùng bóng thuộc về quyền kiểm soát của cầu thủ đội chủ nhà. Đây là một tình huống đảo cánh hợp lý, đường chuyền dành cho Neymar Jr. Đây là Patrick Kluivert, Robert Lewandowski. Những pha tấn công quá hay của cầu thủ Barcelona, Lionel Messi, vẫn là Lionel Messi. Tình huống dứt điểm quá căng và Pedri. Trước đó chúng ta ngỡ như đã có siêu phẩm của Lionel Messi, nhưng bóng đã dội cột dọc đập ra và Pedri đã có mặt quá kịp thời. Và cùng xem lại tình huống này. Pha dứt điểm thực sự đẳng cấp trước đó, và nhiệm vụ của Pedri là quá đơn giản. Đệm bóng vào khung thành trống, một lần nữa khoảng cách được nâng lên là hai bàn. Và cầu thủ đội khách có lẽ họ dần nản chí sau khi họ vừa lấy lại thế trận, họ vừa tạo ra những cơ hội tiếp theo thì họ lại phải nhận những bàn thua. Bộ tứ vệ bên phía Barcelona cần chú ý hơn với sự xuất hiện của Kang In Lee và cầu thủ tấn công bên phía đội khách nếu họ không muốn bị thủng lưới ở những pha bẫy việt vị lỗi tiếp theo. Đây rồi, Patrick Kluivert, đường chuyền hay dành cho Neymar Jr. Jr. Trời ơi, Neymar Jr đã quá cá nhân trong tình huống vừa rồi khi mà đồng đội đã chạy chỗ hay và Neymar Jr chỉ cần chọc khe là đã có bàn thắng thứ tư. Thực sự ngày hôm nay thì Neymar Jr đã không thể hiện được tốt như trận đấu trước đó. Có lẽ đó là lý do tại sao anh lại lựa chọn dứt điểm luôn trong tình huống vừa rồi. Cầu thủ đội khách họ vẫn chưa nản chí, họ vẫn liên tục lao lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gõ. Và tạt cánh như thế này thì thực sự khó có cơ hội khi bên trong chúng ta có sự xuất hiện của Laurent Blanc, một mẫu trung vệ đánh đầu rất tốt. Chúng ta đang được xem lại VAR trong tình huống này. VAR trong game thì cực kỳ chuẩn xác. Tình huống đá phạt dành cho cầu thủ Barcelona và người phát bóng lên là Stegen. Phát bóng mạnh lên trên. Tình huống phát bóng không tốt của Stegen và cầu thủ đội khách một lần nữa họ có bóng và tổ chức một pha tấn công. Nhưng ngay sau đó đã bị cắt bóng. Cầu thủ Barcelona họ vẫn đang phòng ngự tốt, ngoại trừ sai lầm trong tình huống bẫy việt vị Kang In Lee thì lúc này họ vẫn đang đứng vững trước sức ép của đội khách. Thời gian của trận đấu đang trôi về những phút cuối, đâu đó chỉ còn khoảng 15 phút kể cả thời gian bù giờ. Những tình huống liên tục khoét cánh của Jordi Alba. Ngày hôm nay thì Giao Cancelo là một hậu vệ phải chất lượng, đặc biệt anh lại là mùa thẻ World Cup cộng 5, nên là đội bạn đã không tấn công bên phía hành lang cánh của hậu vệ người Bồ Đào Nha. Một tình huống chuyền bóng hỏng tương đối khó hiểu của cầu thủ Barcelona. Ngay sau đó là pha xử lý lỗi của cầu thủ đội khách. Cả hai đội có lẽ thể lực đã đi xuống và đến lúc này họ cũng dần nhận ra là kết quả trận đấu đã không thể thay đổi được nữa khi mà thời gian còn rất ít và động lực của cả hai đội cũng đã bị giảm đi rất nhiều. Đường chuyền hỏng của Pedri. Đây là lý do mà chúng ta đã nói về những khó khăn của Yaya Toure khi đá cặp cùng cầu thủ này. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Barcelona. Patrick Kluivert đang chạy chỗ. Đây rồi, Patrick Kluivert. Tiếp tục là Patrick Kluivert, không thể vượt qua được hậu vệ của cầu thủ đội khách. Thế trận đã giảm nhiệt đi rất nhiều sau bàn thắng của Pedri. Bóng một lần nữa được chuyền cho Neymar Jr. Patrick Kluivert, Robert Lewandowski. Không được. Lewandowski đã không thể dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Bóng đã được phá lên trên. Tiếp tục là cầu thủ đội khách và ngay lúc này trọng tài đã cắt còi. Trận đấu kết thúc và thực sự trận đấu này thì Yaya Toure đã thể hiện được nhiều hơn. Còn anh em đánh giá như thế nào về cầu thủ này?